Chào các bạn nhé. Video này mình test một đơn hàng gồm 3 sản phẩm trên Shopee. Đầu tiên là cây sáo bầu nhựa màu đen khớp inox. Cái này thì giá của nó chỉ có 119.000 thôi, rất là rẻ. Và chúng ta được tặng khá là đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện nó có bảng nốt này, có dây treo này, có dây đeo cổ và có núm thổi dự phòng này. 119.000 nhé. Đây là một cây tông pha. Âm rất ok nhé, có hơn 100.000 thôi. Rồi tiếp theo là sáo bạch ngọc tông son. Sáo này thì bên mình đang sale còn 350.000, tặng túi nhung và dây treo màu trắng. Nếu mà các bạn mua thêm hộp thì nó sẽ đắt thêm khoảng mấy chục nghìn nữa, còn không mua hộp thì là 350.000 bạn nhé. Đó là sáo bạch ngọc. Và cuối cùng là một sản phẩm sáo Digi, Digi DX1. Loại này thì chúng ta cũng sẽ được tặng rất là đầy đủ phụ kiện, như là túi nhung này, dây treo a dao, ốp bảo vệ màng rung. Đây, ốp bảo vệ màng rung và hai gói màng rung nhé. Màng rung này mình đã dán sẵn rồi này. Đó là ba cái sản phẩm của cái đơn hàng này. Ba cây nói chung là khá là rẻ và ngon, chỉ chưa đến 700k. Nếu mà chúng ta áp dụng cả voucher của Shopee nữa thì có khi là rẻ hơn. Được ba cây rất là ok. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì click vào sản phẩm mình ghi bên dưới nhé. Chào tất cả mọi người.